Thưa quý vị và các bạn, sáng 27 tháng 11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Tại đây thì Quốc hội đã bấm nút đối với dự án luật căn cước, với 431 trên 468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 87,25% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật căn cước chính thức được thông qua, thay thế cho luật căn cước công dân năm 2014. Do thay đổi tên gọi từ luật căn cước công dân thành luật căn cước để tương thích, thẻ căn cước công dân sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Ngoài ra thì một số thông tin thể hiện trên mặt thẻ căn cước cũng được đổi mới so với thẻ căn cước công dân. Trong đó thì dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú sẽ đổi thành nơi cư trú. Ngoài ra, thẻ căn cước sẽ không còn thể hiện dấu vân tay, chữ ký của người cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an thành nơi cấp Bộ Công an. Quá trình thảo luận về dự án luật căn cước, một số đại biểu cho rằng thời gian qua đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước. Vì vậy, đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Việc đổi tên thành thẻ căn cước cũng giúp công tác quản lý nhà nước khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động xã hội, giao dịch về hành chính dân sự. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó đáng chú ý, mức thưởng Tết cao nhất cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là 200% lương cơ bản và lương gốc Việt. Đây là mức thưởng Tết của công ty trách nhiệm hữu hạn Transing Việt Nam thuộc huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Cụ thể, lao động làm việc từ 20 năm trở lên được thưởng 200% lương cơ bản và lương công việc. Đối với những người có thời gian làm việc từ dưới 3 tháng đến dưới 20 năm, được thưởng từ 25 tới 195% lương cơ bản và lương công việc tùy vào thâm niên làm việc. Tiền thưởng Tết được trả căn cứ vào mức lương cơ bản mới có hiệu lực sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 và lương công việc nếu có. Thời gian chi tiền thưởng Tết vào ngày 26 tháng 11 qua thẻ ATM. Bên cạnh đó, thì công ty còn tặng quà Tết là nhu yếu phẩm cho tất cả công nhân lao động, bao gồm dầu ăn, đường, bột ngọt, dự kiến sẽ phát cho người lao động vào ngày 19-20 tháng 1. Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ Tết từ ngày 7 tới ngày 14 tháng 2. Doanh nghiệp cũng công bố sẽ tặng tiền lì xì đầu năm mới trị giá 200.000 đồng trên một người cho người lao động đi làm lại vào ngày 15 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Transing Việt Nam chuyên gia công giày nay có khoảng gần 40.000 lao động. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn năm 2023 đến năm 2025. Do không đủ tiêu chí về diện tích, dân số, nên quận Hoàn Kiếm và 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập. Dù vậy, thành phố Hà Nội cho rằng không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu là 35 km², dân số là 150.000 người. Hoàn Kiếm đủ tiêu chuẩn về dân số nhưng chỉ đạt 15% diện tích là 5,35 km². Tuy nhiên, thành phố Hà Nội đã cho biết những lý do khác nhau để không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Đầu tiên, Hoàn Kiếm là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của thủ đô. Quận có địa giới hành chính ổn định, hình thành trước năm 1945, có bề dày truyền thống về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, gắn với truyền thống lịch sử hình thành của thành Đại La, Thăng Long, Đông Đô của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Khu phố cổ gồm 10 phường có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời cần được bảo tồn. Hầu hết phường thuộc quận Hoàn Kiếm đều có tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng riêng, tồn tại tên gọi từ hàng trăm năm trước đến nay. Khu phố cổ Hà Nội đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Có hai di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là Đền Bạch Mã và di tích lịch sử Danh Lam Thắng Cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Tên của quận Hoàn Kiếm gắn liền với truyền thuyết trả gươm sau chiến tranh giải phóng dân tộc của vua Lê Thái Tổ. Quy hoạch xung quanh Hồ Hoàn Kiếm là một chỉnh thể có yếu tố đặc thù, kế thừa lịch sử, văn hóa, kiến trúc. Kinh tế quận Hoàn Kiếm trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao, bền vững. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ, du lịch. Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo xây dựng các đề án quan trọng như bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ, hình thành,
vùng di sản, phát triển bãi nối giữa và ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa chức năng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11, giá vàng trên thị trường quốc tế được các chuyên gia cảnh báo là có thể gặp rủi ro khi nhà đầu tư bán tháo để lấy tiền thanh khoản chứng khoán vào cuối năm. Trong khi đó, thì giá kim loại quý thế giới có sự chững lại nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Trên thị trường thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 2.001 đô la Mỹ trên một ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua. Trong khi đó, giá kim loại quý chững lại nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Giá vàng trong tuần vừa qua kết phiên chốt tuần ghi nhận đạt trên ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng tăng lên. Điều này do tác động của đồng đô la Mỹ suy yếu trầm trọng khi thị trường đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Trong khi đó, kết phiên ngày 26 tháng 11, giá vàng trong nước tại Doji được niêm yết ở mức 70,9 tới 71,8 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 71 đến 71,8 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Thưa quý vị, thời gian lắp đặt tua bin ngắn có thể giảm chi phí xây dựng cũng như giúp trang trại điện gió đi vào hoạt động nhanh hơn. Tua bin gió thương mại lớn nhất thế giới với công suất 16 MW được lắp đặt bởi nhà sản xuất GoWind chỉ trong 24 giờ. Các công ty Trung Quốc đang trong cuộc đua chế tạo tua bin lớn hơn. Việc sản xuất tua bin lớn hơn giúp khai thác nhiều năng lượng hơn trong một vòng quay. Hiện nay thì sản phẩm GWH252 16 MW là tua bin lớn nhất thế giới có sẵn cho hoạt động thương mại. Tuy nhiên, lợi thế của GoWin nằm ở khả năng hoàn thành lắp đặt nhanh hơn, khiến chúng khả thi về mặt tài chính hơn. Khi tua bin ngày càng to, chúng cần được lắp đặt ở độ sâu lớn hơn dưới biển, khiến công việc trở nên khó khăn. Thành tựu mới của GoWin chứng minh quá trình lắp đặt nhanh khả thi, giúp mở đường cho các dự án điện gió đi vào hoạt động nhanh hơn. Hồi tháng 9, thì công ty cũng thông báo lắp đặt tua bin gió 14,3 MW chỉ trong 30 giờ. Một tua bin gió 16 MW khác của GoWin cũng từng lập kỷ lục hồi đầu tháng 9 khi sản xuất 384,1 MW giờ điện trong 24 giờ, có sức gió lên đến 85 km/h. Lượng điện từ một đơn vị tua bin này đủ cung cấp cho 170.000 hộ gia đình. Tua bin có đường kính roto 252m và diện tích quét của cánh quạt lên tới 50.000m2. GoWin sản xuất tua bin ở nhà máy thông minh không thải carbon, sử dụng điện gió kết hợp pin quang năng. Công ty cho biết sản phẩm của họ rất thân thiện với môi trường, được thiết kế cực nhẹ, dễ dàng tháo lắp. Việc vận chuyển các bộ phận cũng được tiến hành một cách khoa học để giảm đóng gói.